Hồi nãy chị đi chị mang theo tiền lẻ rồi. À đi còn bao nhiêu tiền? Thì con nhưng mà không có tiền lẻ. Có tiền lẻ đây nha hai bạn. Tiền lẻ gì đấy? 1, 2, 3. Ok Mây, mời đi. Bánh mì đây, ai ăn bánh mì đây? Bánh mì Tây. Bánh mì này của em à? Vâng, em bán đấy. Em bán à? Ờ, vâng. Bao nhiêu rồi? 12.000. Trên 3 cái. 3 cái hả? Đây là ngày đầu tiên thì thông cảm sẽ mất chút thời gian nhé. Ai ăn bánh mì không? Mày đã đổ bánh mì này chưa? Chết rồi, đụng đối thủ rồi. Dạ ai ăn bánh mì không? Bánh mì. Bo hả? Dạ, dạ không, bán bánh mì. Ăn bánh mì khuyến mãi kẹo đó bơm min. Một viên đó bơm min. Dạ, cô lại đằng kia, cô lại. Dạ đằng kia. Đằng kia đó xe bánh mì của ông Tây Béo á. Ai ăn bánh mì không? Anh chị muốn bánh mì ăn không? Muốn mì đi, muốn mì khuyến mãi cục kẹo đó bơm min. 12.000 ổ, 10.000 ổ cũng được. Dạ đằng kia bánh mì cộng đồng ông Tây Béo trong kia kìa. Dạ vâng. Xin phép chờ một chút, đang cố gắng làm nhanh. Nhưng làm nhanh cũng phải làm đúng. Xin phép nhưng mà từng người một. Trưng, chú thứ Lâm hả? Chú Lâm ấn tượng ớt không? Không. Ok. Ba dạ. Phần giống nhau mà. Vâng, thì đấy, thì cháu đang cố gắng. Đây, chú đưa 36.000 rồi, nhiều quá, ít thôi. Cái này hơi phức tạp, cần gì nữa chú? Đang cố gắng nhảy lên đấy. Dạ. Mười ngàn. Giàu đâu? Thôi 2.000 đi, thôi 2.000 nè. Làm thử 200 lên bán. Dậy chân này. Cảm ơn chú ạ. Nghĩ sao vô hàng bánh cuốn mà bánh mì? Ông bị điên à? Cứ vào người ta hủng hổ mây sao? Chứ không nhất thiết là người ta chưa ăn. Có chuyện gì tôi chạy trước, tôi mặc kệ ông, bị quýnh tháng chịu. Dạ mọi người có ai ăn bánh mì không ạ? Có ai mua bánh mì không ạ? Mày thấy chưa? Thấy nhưng mà bà không hài lòng cho lắm đâu. Đăng này đâu? Đằng có đó, đông đằng kia ông Tay Béo đang bán. Đây, gửi anh. Anh chị ăn bánh mì không anh chị? Mới ăn quá. Dạ, cô ăn bánh mì không cô? Chú ơi, ăn bánh mì không chú? Chị ăn bánh mì không chị? À đi, tại sao lại để khách hàng và làm là sao? À đi đang phục vụ mà chị tự nhiên vào và tự làm. Đừng hỏi, mình không biết. Chiên 2 lần là trừ 2 ổ. 9 phút 45 giây rồi, ok. Chờ xíu. 9 phút 49 giây. Dạ rồi, cảm ơn cô. Đây, hết giờ rồi, đây là tiền của Mai của bên bên Mai. Đây là tiền bên Mai, hết giờ rồi, bên Mai đi hết giờ rồi. Dạ. Cảm ơn rất nhiều nha. 35.000. Không, 12.000 của Mai. 12.000 qua ca của Mai rồi. Mai đã không bán gì cả. Mày nhưng mà đó là giờ của Mai. Đó là giờ của Mai. Đây, đang mất thời gian của Mai. Ai ăn bánh mì đây? Cô, xin mời bánh mì của Mai. Bánh mì Mai. À, không bằng bánh mì của cháu nhưng mà cũng ăn được. Anh. Bánh mì nhá, ăn bánh mì nhá. Bánh mì ở đó nhá. Anh, xin mời ăn bánh mì của Mai. Ăn bánh mì của Mai không? Rất là ngon. Dạ mì thịt ạ. Ủa dạ. Mì trứng hả? Mì trứng đi bà Tê. Mì trứng, dạ rồi. Dạ, xin lỗi mọi người là có mình con làm thôi, mọi người chịu khó xếp hàng nha. Trời ơi. Phải lộng cộng thôi chị ơi, tại vì em chưa bao giờ bán hết. Cháy hết rồi. Thôi đã bỏ bơ vô rồi mà vẫn. Sao nó khói mù đấy vậy? Ông im đi, tôi hết dầu rồi, đi chiên hết dầu đến giờ tôi phải dùng tới bơ. Hiểu không? Dạ. Nói rồi. Dạ. Ô để con làm cho cô, để con làm cho. Cô cứ để con làm cho. Trời ơi, cái tư thế này đứng bán rất là mỏi nha. Dạ tại vì đứng thẳng lên thì nó sẽ thế này. Không phải thế này. Đây con. Đâu tiền con. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi. Nhà phải không? Dạ mừng nghe. Rồi miếng này đi. Rồi. Trời ơi, 10 phút hồi nãy giờ bán được bao nhiêu ổ? Cái đứng là cái không đẹp rồi. Cô thông cảm tư thế đứng này. Dạ thôi để con đổi thế. Dạ ổ mì trứng. Đó là một ổ mì trứng. Ôi ơi, hết dầu làm sao mà chiên trứng. Ổ mì trứng 12.000. Mày cái này, cái kia, cái này, cái kia. Anh nhanh, đẹp nha. Mày, cố lên, nhanh. Ông mà không đi mời khách lấy đâu tôi bán, ông đi. Ăn bánh mì không? Không ăn à, ôi buồn quá.
Nếu mà cô muốn ăn bánh mì thì xin mời vào đó, bởi vì có bạn của em, của cháu đang bán bánh mì ở đó. Chú ăn bánh mì không? Một ổ thôi, làm một ổ bánh mì đi. Bạn của em ở đó, nó đang bán bánh mì. Nếu mà anh đói thì mời anh vào. Không, cái đó cho như là cháy không được. Không được hả cô? Dạ rồi. Không được, không. Rồi đấy. Cái phải có dầu chứ, này con chưa bao giờ chiên trứng với bơ hết trơn. Rồi. Cô ơi, cô thông cảm cho con. Rồi. Ở nhà con chiên trứng cho mình con ăn nên con đập sao cũng được hết trơn, con không quen. Dạ hả? Ủa cái gì? Đi cái gì đi? Giờ phải không? Bây giờ. Rồi dạ cảm ơn cô. Rồi chồng ủi chưa đánh bị lấy tiền. Dạ không, phần này là tới phiên của bạn này rồi. Đừng đưa cho nó. Phiên của mày à. Đừng đưa cho nó. Vậy thôi đây con làm cho cô bánh mì luôn. Bánh mì mà lấy tiền này là. Rồi thôi để bỏ lại thôi cái lắc. À đi đi mời kiểu gì mà không có khách nào vậy? Chị người ta mời mà. Nói chung là quá kém. Thấy chưa, mình còn bao nhiêu là cái. Mình phải khôn, mình sẽ làm trước. Ăn bánh mì nhớ gọi em nha, hoặc là chạy ra ông Tây ra bán bánh mì đằng kia kìa. Chị ăn bánh mì không chị? Nãy phiên của mình thì ít khách như vậy, rõ ràng là ổng ấy mời không có hiệu quả, mà nhiều khi là ổng ngồi chơi nữa. Thế thì bây giờ mình mời cho ổng thì lát hồi ổng thắng à. Chị, muốn mì không chị? Where you from? Thailand. The gift for you. Yeah. Please take a picture. Được chưa? Take one more. Chi. Okay, thank you. Bỏ đầy đủ, bỏ ớt đầy đủ luôn. Mà trứng rán không? Cô đã bỏ bơ vô rồi mà vẫn à. Dạ chết rồi. Sao nó khói mù đấy vậy? Tôi hết dầu rồi, Adi chiên hết dầu rồi, giờ tôi phải dùng tới bơ. Bánh mì không? Ai? Bánh mì không? Ai? Bánh mì không? Ai? Hết giờ rồi. Ok, thì mày làm tiếp đi. Một thịt một trứng à? Chạy trứng kìa. Ôi giời ơi, cái ông này không có biết chiên hay không vậy trời, để khét lùm lum rồi. Mày cố. Cố. Ăn bánh mì không? Không. Thì nếu có thì xin mời, nhưng mà dù sao cũng mời kẹo, mời anh kẹo. Mua một ổ, tặng một ổ. Ăn bánh mì không, đâu mà ăn thì mấy cô vào đó nhá. Có một chú bán bánh mì rất là ngon. Trời ơi, thịt chưa cắt. Chị ăn chả. Này nhìn cái ông ID này, nguyên một tảng thịt, ông không chịu. À đây, em coi cho chị miếng thịt nha. Chị thông cảm, cái ông Tây đó không biết cách bán hàng. Rồi không chịu cắt thêm cho mình nữa. Ai bánh mì không? Thì mời anh vào đó. Nhưng mà nếu anh vào trong 5 phút thì anh sẽ làm khách của em à. Nó đúng, thì nó đúng. Ủng hộ em chứ không phải là nó đâu. Ok rồi. Nhá. Thế nào cũng không hết bánh mì đâu. Nhưng mà ít nhất là Adi sẽ thắng cái phần mà mình bán bánh mì. Về nhà con mua bếp điện con chiên thôi. Mày, hết giờ rồi. Từ từ, phải phục vụ khách hết hàng. Hết giờ là hết giờ. Thế không lẽ nữa. Không lẽ không phục vụ khách hàng à, khách hàng đã okay, mua. Ok thì phục vụ hết, nhưng mà lại cái này không tính vào tổng số tiền mà mình kiếm. 60 này, 70 này, 80, 90, 100, 110.000 là bánh mì tây béo. 20, 30, 40, 50, 60, 80. Adi thắng. Adi bia quá kém. Nếu mà bạn bán không đủ số đó thì bạn phải bỏ tiền túi ra trả lại. 110. May 100 tròn. 306 trừ 210 còn 150. 150. Lỗ 150.000. Bày làm đi. Này. Trong ví còn một tờ 50 cuối cùng này. Mượn 25.000. Còn nợ cho Adi. Nợ Adi 25.000 và bây giờ là may cạn túi. Tiền của mày đây. Này, còn đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Thơm. Đây là mấy, đây là sầu riêng này, đây là
Mít đấy. Mít hả? Mít đấy. Mít đâu? Mít. Lấy là mít hả? Ờ mít. Không mít nhận. Đấy là không nhận. Không nhận. Phần thưởng. Cầm đi. Trước ra là có mít rồi. Nha. Đúng rồi, làm vậy đúng rồi đó. Lẹ đi ơi, mưa rồi kìa. Xin mời ông đạo diễn thưởng thức món mà tôi chế biến.